thực hiện thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ ERPA, Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng tỉnh đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn đôn đốc chủ rừng, Ủy ban Nhân dân các xã triển khai thực hiện chi trả theo quy định, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cả chủ rừng, cộng đồng dân cư, hướng dẫn việc ra soát và thực hiện chi trả đến tận các địa bàn. Ban quản lý Đông Châu tuyên truyền nhiều lần thì bà con ở đây cũng hiểu rõ hơn về cái luật bảo vệ rừng và luật bảo vệ động vật hoang dã. Bà con ở đây cũng luôn bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã, không vô rừng để săn bắt, làm bẫy hoặc là phá rừng nữa. Tức là họ phạt cái số tiền carbon thì bà con ở đây cũng cải thiện một phần nào đó cho cuộc sống. Ủy ban xã cũng đã phối hợp với kiểm lâm địa bàn cũng đã ra soát, có văn bản ban hành về để cho đến tận bà con để ra soát cụ thể những cái hồ nào đảm bảo cái diện tích. Cái việc hỗ trợ của bón một phần nào đó là cũng rất là tạo điều kiện cho bà con, đưa lại cái như lợi nhuận cho bà con. Cái thu nhập mặc dù không nhiều nhưng mà gọi là thu nhập ổn định, để mong rằng là từ đó bà con họ có cái trách nhiệm trong cái công tác quản lý bảo vệ rừng, cái diện tích mà được chi trả hỗ trợ. Theo đánh giá tại Quảng Bình, tổng diện tích rừng tự nhiên được chi trả ERPA năm 2024 là trên 469.900 ha với hơn 11.400 chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, 23 chủ rừng là tổ chức, 71 ủy ban nhân dân cấp xã được nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng tự nhiên được chi trả. Có thể thấy, nguồn kinh phí từ hoạt động bán tín chỉ carbon đã tạo động lực mới cho người dân và các đơn vị có động lực trách nhiệm hơn trong việc giữ rừng, đồng thời mở ra hướng đi mới để phát triển rừng bền vững. Trong cái bối cảnh mà cái công tác bảo vệ rừng ấy, cái kinh phí và cái nguồn lực mà nhà nước hỗ trợ cho cái công tác bảo vệ rừng là nó cũng còn rất nhiều hạn chế, thì cái nguồn ERPA này là một cái động lực để mà giúp các cái chủ rừng là bảo vệ rừng tốt hơn và giúp cải thiện cho điều kiện người dân sống trên gần rừng, sống gần rừng có điều kiện hơn và người ta có một cái khoản thu nhập để người ta cùng chung tay với các cái ban quản lý để bảo vệ rừng và tài nguyên thiên nhiên tốt hơn. Tỉnh Quảng Bình có nguồn tài nguyên rừng phong phú, tính đa dạng sinh học cao. Hiện nay tỉnh Quảng Bình là một trong những tỉnh thực hiện thí điểm chuyển nhượng kết quả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ theo Nghị định 107 của Chính phủ. Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, lượng phát thải khí nhà kính rừng tự nhiên tỉnh Quảng Bình đạt 4,5 triệu tấn carbon, cao nhất trong 6 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ. Đây là minh chứng rõ nét về nỗ lực của tỉnh nhà trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, hạn chế mất rừng, suy thoái rừng, quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Thực tế, tài nguyên rừng của Quảng Bình là hết sức lớn. Cùng với đó, tiềm năng giảm phát thải khí nhà kính từ việc thực hiện hoạt động trồng rừng mới theo tiêu chuẩn quốc tế, chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang gỗ lớn để nâng cao trữ lượng carbon rừng cũng là một trong những vấn đề cần được cả chủ rừng, địa phương và người trồng rừng chủ trọng thực hiện nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả từ rừng.